mọi người sẽ thấy bác sĩ của mình rất là đẹp trai và anh rất là đáng yêu. Cái cơ sở của bên mình rất là đẹp này, máy móc hiện đại này, và mọi người nói chuyện rất là đáng yêu, nhiệt tình, chu đáo. Và mặc dù là chưa đến trải nghiệm cái phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà anh chị đã quan tâm lo lắng hỏi em là thì em có sợ không hay là em có lo lắng không, thì em cứ yên tâm là khi đã vào trong phòng phẫu thuật thì mọi người sẽ nắm tay em này, hay là mọi người sẽ nói chuyện với em để em sẽ đỡ sợ đấy. Em thấy đấy là một cái điều rất là đáng yêu ở đây, và mọi người đến nó cũng sẽ không bị tâm lý.